thật ra cái bộ phim này á, nó chỉ đơn thuần là một bộ phim giải trí thôi. Nhưng mà sau trong cái 21 tập này á, Tuấn và cả ekip mong muốn là sẽ lồng ghép những cái câu chuyện vào đó, để biết đâu mọi người sẽ thấy được mình ở trong đó. Tại vì đối với Tuấn này nè, cái việc mà đau khổ nhất nó không phải là thất bại, mà nó cũng không phải là chết chóc. Phim này hoàn toàn không có chết chóc quá nhiều. Nhưng mà cái đau khổ nhất đối với một người có lẽ là những cái điều mà đáng lẽ ra mình nên làm thì mình lại không làm. Thì đây chính là cái mà Tuấn cùng với là chị Vũ và tất cả ekip muốn gửi đến tất cả mọi người, cho nên mới quyết định làm sản phẩm này. Thứ ba, đó là một cái người mất, cho nên em rất là lo. Em nói là em phải lo hỏi kỹ với bên Phương, bên Phương có nhận không. Thì sau khi mà nói chuyện xong hết rồi thì chị rất là vui vẻ. Và chẳng những như vậy mà chị còn nói lên cái việc là chẳng những chị nhận, mà còn kêu cái việc là pha đã mua qua chở con của chị đi học dùm, rồi để cho chị yên tâm với chị Hiển. Xong rồi chiều chị đón con chị về. Có nghĩa là em cảm nhận là khi mà làm việc với chị á, chị có một cái lượng là rất là lớn. Và chị có thể không thể khóc vai đó, em ở ngoài, đứng ở ngoài khóc như mưa luôn á. Nhưng mà chị Phương không có gì hết. Chị diễn thôi, rất tỉnh, nói chuyện rất nhẹ nhàng. Khi mà diễn với chị Mai Phương thì cái điều mà diễn cho Tuấn đó là sự tích cực. Chỉ về mọi thứ trong cuộc sống chị nó có tiêu cực, và chỉ truyền cảm hứng cho Tuấn rất là nhiều. Và khi diễn với Tuấn, Tuấn mới cảm thấy là wow, chị chuyên nghiệp quá, chị rất chuyên nghiệp. Tại vì khi mà diễn, thật sự rất là xúc động khi mà chị Phương gặp lại, vì cái lời nói của chị Phương á, có những tiếng nghe được, và có những tiếng không nghe được. Nhưng mà cái cách chị diễn, cái cách chị tập trung vai diễn, và cái cách chị Tuấn ơi, lại giật thoại với chị nè, trời, khiến cho Tuấn kiểu. Rồi khi mà chụp xe phim với chị thì chị cũng hai rồi mọi thứ, khiến cho Tuấn cảm thấy là xúc động. Bởi vì giờ Tuấn mới hiểu là thực ra cái nỗi sợ nó do bản thân của mình tự tạo ra thôi. Nếu như mà mình cứ vượt qua cái nỗi sợ đó thì tất cả mọi cái sự tiêu cực đó, nó cũng sẽ trở thành sự tích cực. Và chính cái điều đó mà đánh thức Tuấn, bản thân Tuấn là một diễn viên trẻ nữa, là cho dù có vấn đề gì xảy ra đối với Tuấn bây giờ nữa thì Tuấn vẫn phải là một diễn viên chuyên nghiệp và vẫn phải luôn lạc quan. Đó là một điều rất tốt mà chị cũng truyền cho Tuấn.